Vâng, nhưng mà bảo là đứng sát gần thì không có da người dễ sập lắm. Đam mê một đam mê thất bại ạ. Có kiếm hả để em quay nha. lúc nãy anh phòng cái gì cơ? Chị đi 999 tim cơ. Lúc nãy anh phòng anh cho quà, anh cũng cho quà, thế là khả kịp quay, cũng không kịp chụp ảnh luôn. Kiểu anh phòng lúc nào anh ấy thích thì anh cho, không thích thôi. Chín trăm chín chín mà. Anh nhìn cái hình bên phải màn hình này đây nè, đó có hình 999 độ mà. Sau lúc sau anh cho thêm một viên nữa cho đủ 1k. Chín 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 mà. Kiểu anh phòng anh cho không bao giờ anh nói trước đâu, kiểu hôm nào anh vui thì anh ấy cho á, anh cho một cái anh đi luôn. Hello mọi người ơi, chắc hôm nay chơi salad được á. Hello everyone, welcome to my room, please help me pasta. Yeah, too small, not good, not easy, can choose the many style. Thank you.
xin lùi được theo đâu ạ. Thôi không gì, không gì, người sát màn hình đâu dễ sập lắm. Hello, hello everyone, welcome to my room. Video đang lên rồi, tránh tình trạng nguy hiểm. Anh phải bảo là đứng, đứng gần màn hình á là nó dễ bị sập á. Cú nơi chị canh xem chú có xuất hiện không nhé. Em bảo chị canh xem chú có xuất hiện không. Em bảo là chị canh canh xem chú có xuất hiện không. Chị để ra đấy hay là em để ra đấy? Em bảo là chị canh xem là chú có xuất hiện không? Không phải, bởi vì là đúng sát màn hình cái chỗ người, cái dai này là nó sẽ sập chị ở. Ví sát màn hình nó sập luôn à. Ví sát màn hình mà là ra người nó sập luôn á. Ủa anh Xanh hả? Anh Xanh cũng like trên này hả? Hello anh. Anh like lâu chưa anh Xanh?
mới like ha. Thank you.
Hai lột lắm. Thank you Queen, thank you so much. Hello no name. Hello, hello everyone, welcome to my room. Please tell me faster. Chia sẻ á, đang định chia sẻ like này không nhìn thấy. Hello, hello everyone, welcome to my room. Hello Lily, hello William. Say anything.
thấy gì thế này. Anh vừa đang hello hello Kobe. Hello anh Kiều. Trời ơi, khu này sắp thành một cái sở rồi đó. Toàn kiểu thế giới động vật á. Em hả? Mấy giờ em đi ngủ hay là anh hỏi em mấy giờ dậy? Hello, hello everyone, hello Kire. Hello, hello mọi người đi qua chơi xin mở được follow đấy ạ. Ai yêu thương em thuê làm nhiệm vụ nha. Đi theo me Foster. Anh Momo anh đi mất rồi đó. Tự nhiên anh ấy biến mất trong cuộc đời em, cứu nạn mà em đâu có làm gì anh ấy đâu. Chắc là anh ấy kiếm được gia đình mới rồi. Biến mất luôn mấy ngày luôn. Gần một tuần có thấy đâu đúng không? Thank you.
Dép mấy hôm nay bận lắm nên là không biết có vô không á. Tại vì buổi sáng ra bận để đi làm á. Anh Jim mà đi đâu về đó? Anh Jim mà đi xem bánh salad đúng không? Đang nghiên cứu salad đúng không? Anh đang nghiên cứu salad. Đó, đó. Chết rồi. Đó, anh Liêm đi theo team không? Chết cười, đau ruột. Làm chị Phú nói nãy giờ mất công nói. Only anh phải biết đấy, em là một đứa mà không bao giờ chơi cái gì mà trước em cũng từng chơi rồi đó, em từng chơi ấy. Nhưng em chơi một tuần thôi, nhưng em thấy cảm giác là nó không thuộc thế giới này, không thuộc về em nên em từ bỏ đó. Nhưng em không chơi salad, em chơi khác. Em không, lucky em chưa chơi thử luôn, em chưa chơi thử. Đấy, nói chung là cái lúc nó đỏ thôi, còn lúc nó đen thì thôi, phải biết. Như là bắp cải nó hay về mà đúng không, bắp cải rất là hay về luôn. Hello anh L. Hello anh L. Hello anh. Không biết anh. Hello anh L. Hello L. Để phải nói thế rồi không biết. Hello Panda Jimmy. Đó, view lại xuống rồi, mệt mỏi ghê.
Ủa em tưởng chị gái để đậu đi đánh salad. Ờ như con cún á, như con hương cún là nó nghiện luôn rồi đó, nó nghiện luôn á. Dạo này không biết nó bỏ chưa, còn trước là ngày nào nó chơi á. Tính rồi anh. Giống anh ha. Thanh Điều hôm nay có thức thâu đêm không đây? Ý mọi người là như nào, hôm nay mọi người thức thâu đêm không? Đó. Xong lại 4 giờ sáng đi ngủ, mình thấy đa số khoảng 4 giờ sáng chị đi ngủ đúng không? Bỏ em. Giờ này toàn bỏ em, chưa bơ vơ luôn, không có ai luôn. Thế chưa không có ai luôn, anh Jim kiểu lúc nào anh rảnh mà anh còn vô nữa. Nếu mà anh bận danh mà chạm thành người ai vô nữa. Thế là anh Liêm hôm nay mấy giờ sáng anh Liêm đi ngủ đây? Anh Liêm định mấy giờ đi ngủ nào? Anh nói một lời thế nào? Trời ơi, bây giờ anh cũng phải đi làm. Chứ anh đến làm, anh không đi làm lấy gì nuôi em? Ho, anh tin ho. Chứ không cho anh đi làm à? Ông ơi, chị gái thì quá đáng ghê. Không nào buồn thì em ngủ. Ok. Một câu trả lời rất là xúc tích ha. Thằng Henry cũng em cũng là idol á. Không, chị có biết là nó tặng nhầm không? Hôm qua nó tặng nhầm, 12k. Nó tặng nhầm 12k chị ạ. À. Nó định tặng, nó định ấn một cái quà mà 100 thôi á, 100. Nó xong rồi ấn nhầm sang cái quà 6k, ấn hai phát theo thành 12k. Live bao nhiêu hôm mới được bấy nhiêu đậu. Sao tự nhiên ấn nhầm chứ. Không phải okay, cái đấy là đi tặng phi cây nhóm. Xong làm nó nhận gen ở trong nhóm cả một buổi luôn. Nó gen cả buổi luôn. Yeah.
kiểu không bao giờ lo là nhầm đúng không? Khoai lắm cuốn ạ. Từ giờ đến cuối tháng mỗi ngày phải được 4 sao cơ thì là mới đỡ đủ mới được tao hết. Thế còn cứ toàn 3 sao này không không lấy được không? Không để lợn để cho salad à? Cái pháo hoa có 50 cho đậu đấy hèn lắm, nó phủ pha hết rồi nào. Cái pháo hoa để em hôm anh điên anh phải bắn cái pháo hoa đấy thôi đúng không? Thôi hôm trước à, cái pháo hoa này nó bắn bộ phát hết luôn à. Ủa, mình không chơi salad nữa hả? Đêm nay đi ngủ đúng không? Bây giờ muốn là đêm đi ngủ không chơi đúng không? Không, tại vì em thương chị gái, tại vì em lo chị gái em có tí là phải nạp đậu vào để nạp cái KC vào để chơi tiếp. Kiểu chị em là hay kiểu là thôi sẽ không chơi nữa, hay là tiêu hết số đậu mình có, à tiêu hết số KC đó. Xong lúc sau lại nạp à? Chủ số. Hello, Kurosaki. Hello, Piokinin. Hello, Dragon. Hello ông già. Ủa nay ông già lướt qua đời nhau à? Ông già lướt qua mất rồi, ông già không dừng lại rồi. Hello.
mọi người mới vô, mọi người đi qua cho em xin một lượt xem, một lượt follow với ạ. Cái áo kia chắc là mua màu xanh lá cú nhở? Tại vì màu xanh này lại có cái này có nữa. Có thấy Kevin đâu, Kevin sẽ đang PK với ai rồi, không thấy đâu. À chị Sam, nó chị Sam đâu Kevin gì? Em lại tưởng chị bảo em PK với Kevin. Anh Jin ơi, bình thường anh ngủ ít ha đúng không? Em thấy anh thức nhiều mà. Sáng ra em thấy dậy sớm ha. Dậy trước cả em luôn. Hello. Hello mọi người. Em năm không biết là sáng mai mấy giờ em dậy ở đây. Hello Bang. Kiểu đang nghĩ là sáng mai dậy sớm được không á? Tại vì live sớm hẳn thì nó ok hơn là như kiểu hôm nay là live bị muộn đó. Nhẽ ra phải live từ lúc 6-7 giờ sáng là đỡ hơn. Xong rồi live đến 9 giờ thôi. Live đến 9 giờ xong rồi nấu cơm ăn cơm là đấy là giờ hoàng đạo của em bình thường á. Nhưng mà em bỏ giờ hoàng đạo em một tuần đây rồi. Bình thường em live đến 9 giờ thôi là em nấu cơm ăn cơm xong rồi em đi ngủ trưa đến 12 giờ em 12 giờ em dậy cho em live. Không, mọi người có thấy em healthy không mọi người? Không hề healthy nha, em là động vật ăn thịt nha cả nhà. Em là động vật ăn thịt nha. Anh có biết là em là một đứa ăn rất là nhiều. Xong rồi còn ăn bao nhiêu đồ ngọt. Mấy hôm nay là em cố tình ăn thêm cái bữa cơm lúc 9 giờ để em đỡ ăn vặt ấy. Không là giờ này em lại đang ngồi ăn vặt rồi đó. Đến mức mà mọi người cứ vô room em mà thấy em ngồi cái là em lại ăn, cứ ngồi là ăn. Đúng vậy, không sao, cứ ngồi là ăn luôn à. Đấy là dạo này em cũng đổi sang gạo lứt ấy thì nó đỡ ấy. Đỡ hơn gạo trắng. Hello lucky boy. Please help me pasta. Hello Kata. Please help me pasta. Thôi bỏ qua đi. Thấy việc gì quá khó thì bỏ qua vậy. Quá muộn rồi, 5:09 rồi. Thank you chị gái, trời ơi.
Đồng hồ của em bị chậm 1 phút à? Đồng hồ của em vẫn 59 luôn. Sao hôm nay mình không buồn ngủ ta? Hình như là do kiểu bật đèn trần này này, bật cả đèn á thì nó đỡ buồn ngủ hơn á. Mọi khi là tắt hết đèn đi xong rồi để nguyên đèn light là chiếu vào mặt nó buồn ngủ ra mà. Hôm nay giờ này vẫn thấy tỉnh luôn. Nhưng mà một like một lúc nữa mà không có ai vô là lại chán ấy, mà lại đi ngủ thôi. Không, với cả là ví dụ như ở Zoom mình có đông đông người á thì mình không chán á thì mình còn thức á. Chứ còn Zoom mà không có người là chán một lúc đi buồn ngủ lần lại đi ngủ. Ủa, mày xuất hiện ở đây làm gì đấy hả Cú? Đó kìa, em gái ruột kìa. Em gái ruột của chị kìa. Chị rủ chơi salad đi. Bán nhà này. Ồ, nó còn ở đây mà đi mất rồi này. À, vẫn đây mà. Tích xanh là cái gì? Tích xanh là idol à? Cún ơi, Cương ơi, đâu rồi? Nó vẫn đây mà. Ủa? À, tích xanh thính chủ. À, tích xanh. Không, cái tích xanh đấy là do không cần là idol. Cái tích xanh đấy là cái ảnh đại diện của chị á, chị xác nhận là đúng là ảnh thật của chị á thì nó sẽ có tích xanh. Còn đâu làm idol là chị like á, là lúc chị like nó hiện lên cái mic á thì là nó là idol. Hello Alex. Đói rồi. Trời ơi. Thấy nó yên ắng lắm, không thấy nói gì à? Hương ơi, đâu rồi?
Ủa, nó đi âm thầm lặng lẽ rồi còn cún ạ, không thấy đâu rồi. Cho lên 2 sao. Mọi người ai đi qua trên xin mọi người xem được không đấy ạ?